Giờ đây là món mì của mình đã xào xong rồi. Mình mời cả nhà cùng ăn. Đây là mì. Mời tất cả các bạn vào bếp cùng làm món mì Ý xào cho gia đình của mình. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm một món mì Ý xào. Thật là đơn giản nha. Ở đây mình có tôm, thịt. Mình muốn thịt, mình xài thịt gì cũng được hết. Đây là thịt bò này, mình thái ra rồi mình ướp tí xíu, mình đem đi xào sơ, mình bỏ đi cái nước. Tôm cũng vậy, mình luộc, mình trụng sơ đi. Mình trụng sơ ra rồi mình lấy đổ ra cho nó khô ráo ha. Rồi chút nữa mình xào mì. Ở đây là mì Ý nè. Mì Ý mình cũng trụng rồi, mình cũng luộc sơ rồi. Mình có 2 tép tỏi. Cái này là ớt beo đó, mà màu cam. Đây mình có 3 trái cà. Đây mình có 3-4 cọng hành lá. Củ cải cà rốt bỏ vô cho nó có cái màu đẹp. Còn ở đây là cái nước sốt của mình tự làm. Nước sốt ở đây của mình làm á, mình cho 2 muỗng canh đường. Đường ngọt lạc thì tùy ý thích của mình. Mình làm chua chua ngọt ngọt vậy đó. Một ít muối, ít hạt nêm, nửa muỗng hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, đường 2 muỗng canh giấm, rồi mình quậy tiêu, ớt khô mình bỏ vô, salt, vinegar, sugar, dry pepper, black pepper, mình bỏ vô đây là mình làm cái salt nè. Đó, chút nữa mình bỏ vô mình trộn lên thôi. Thôi giờ mình bắt tay vào mình đi xào ha. Giờ mình bắt tay vô mình đi xào mì ha. Ở đây mình có cái chảo nóng lên rồi nè. Mình cho ít dầu ăn vào. Đây mình có một ít tỏi, mình cho vào luôn. Tỏi nó mau vàng lắm. Khi mình sơ chế mình nhớ lấy ra phải sớm sớm. Vàng vậy là được rồi, mình lấy ra ha. Để chút nữa mình bỏ vô xào. Mình múc cái tỏi này nè. Thơm ghê luôn á. Tiếp mình có cà nè, mình cho vào luôn, mình xào. Màu cà nó cũng lạ lắm, nó mau mềm lắm. Con cà này thì mình nêm một ít cho mình, cho một tí muối luôn. Mình nêm một tí muối rồi. Ở đây mình xài muối hồng nè. Mình mua một hũ muối hồng về nhựa, mình xớt ra cái keo nhỏ mình xài. Cho một tí muối vào. Tí một muối luôn. Muối thì theo khẩu sở về của gia đình của mình ha. Một ít tí hạt mè cho nó đậm đà miếng cà. Tại vì mình nấu mì Ý giờ ăn ngán quá, mình xào mì vậy á ăn cho nó ngon. Đây mình có dĩa mì nè, bạn thấy không, mình trộn ráo quảnh cộng mì ngon luôn, mình cho vô luôn. Cho vào xào luôn. Mình trộn lên cho nó thấm cùng với cà đó. Và cái món này rất là đơn giản, lẹ làng lắm. Mà
ăn nó ngon miệng nữa. Hấp dẫn chưa, nhìn ngon ghê luôn á, có cái cà vô nó thấm ngon. Kế tiếp thì mình cũng cho thịt bò với tôm nè, mình đã xào sơ sẵn rồi thì giờ mình cho vô luôn, cho vô mình trộn. Cái chảo này nó hơi nhỏ ha. Hấp dẫn chưa. Đã quá. Nhìn thấy ngon ghê các bạn. Để chút nữa mình bỏ cái sốt vô, mình chỉ trộn lên thôi. Bỏ củ cải cà rốt vô cho nó có cái màu đẹp ha, cái xanh đỏ. Kế tiếp đây thì mình cũng có ớt nè, mình cho vào luôn. Sao làm cái món này rất lẹ làng ha, và dễ ăn nữa. Mình trộn lên. Nhìn đẹp ghê ha. Kế tiếp thì mình cũng cho cái sốt vô luôn, mình trộn lên cho nó đều, cho nó thấm đó. Đây là cái sốt mình làm nè, với đường, đường, muối, miếng giấm, ớt khô. Mình cho vào. Bây giờ mình trộn đều lên cho nó thấm vô cọng mì của mình. Ôi, nhìn thấy ngon quá. Làm vậy ăn nó không có ngán. Rất là lẹ nữa. Kế tiếp thì mình cho cái cà rốt vào luôn. Cà rốt với hành mình vào, mình trộn đều lên. Ôi, thấy như vậy mà nhiều quá ha. Ra một chảo luôn. Đó, vậy là được rồi, thôi mình tắt bếp nha. Rồi mình nêm nếm lại theo khẩu vị của mình. Để mình nếm thử nha. Nếm thử coi ngon chưa. Rất là vừa ăn luôn, không cần phải nêm gì nữa hết. Ồ, đẹp quá. Thôi giờ mình cho ra đĩa. Vừa dĩa mì làm xong rồi nè các bạn. Mình xào một dĩa mì xong hết. Nhìn thấy đẹp ghê chưa. Nãy mình có tỏi đó, tỏi mình lấy ra mình phi nãy đó. Giờ mình rắc lên, mình cho một ít vào cho nó thơm ha. Đây mình cũng có một ít hành lá nè, mình cho vào luôn. Mình cho hành phi vào luôn ha. Đó, đã quá. Cái này là fry onion. Xong, bây giờ mình cho ra đĩa ăn. Mình gấp ra đĩa ăn ha.
thánh cho thần. Amen. Mời cả nhà ăn mì xào ha. Mì của mình đã chín rồi nè. Xào thấy nhìn thấy ngon ghê chưa? Không cần phải giờ mình dắt ra mình ăn. Mời cả nhà nha. Để mình thưởng thức trước coi. Làm sao cái món này rất là đơn giản và dễ làm nữa, lẹ, không cần phải lâu. Nhìn chua chua ngọt ngọt á, mình nêm cái khi mình xài cái sốt của mình làm chứ mình cũng không có mua. Và chúc các bạn làm món mì Ý xào này cho gia đình, cho gia đình của bữa con mình ăn ha. Ngon ghê, dễ ăn lắm. Tại mình làm cái nước nó chua chua sệt sệt á, rất là ngon. Thơm mùi hành phi. Mình bỏ rau củ, mình bỏ cà rốt vô cho nó có cái màu đẹp đẹp một chút. Thịt bò rất là mềm luôn á. Cơm ngon á. Cơm người ta làm sẵn, mình mua trong Costco, nó làm sẵn rồi, cái mình bỏ ra mình luộc sơ, cái mình bỏ vô mình xào chung rất là ngon, không có cần phải lâu, không có mất công mình phải lột vỏ nữa. Con tôm trong Costco nó bán chất lượng dễ sợ luôn á, bự. Mình xin phép xin chào các bạn. Nếu các bạn thấy video có hữu ích, xin bấm cho mình một like và nhớ bấm nút subscribe cho mình. Thank you, bye bye.